Thời gian gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp đã bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Cà Mau và ngày càng xuất hiện nhiều thanh niên dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chịu khó tìm tòi, ứng dụng kỹ thuật đục khắc gỗ vi tính mà nhiều thanh niên tại thành phố Cà Mau đã có công việc và thu nhập ổn định với nghề điêu khắc gỗ. Khác với đục khắc gỗ thủ công, đục khắc gỗ bằng máy giúp rút ngắn tối đa thời gian gia công và tối ưu hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu. Và máy đục gỗ vi tính 4 đầu chính là cấu hình được khách hàng tại khu vực Cà Mau đầu tư nhiều nhất trong năm 2021. Ứng dụng đa dạng, giá thành phải chăng và chế độ hậu mãi vượt trội chính là những lý do lớn nhất khiến dòng máy này được ưa chuộng. Chỉ với 165 triệu đồng, khách hàng tại khu vực Cà Mau đã có thể sở hữu cho mình cấu hình máy đục gỗ vi tính bán chạy nhất năm 2021 này. Máy có hành trình làm việc, chiều rộng 1m55, chiều dài 2m5 và vai máy cáo 250 ly, có thể nâng lên 350 để đục phôi gỗ dày 300 ly. Máy được trang bị bộ điều khiển CA100 tiếng Việt, dễ dàng vận hành và điều khiển, kể cả với người mới sử dụng máy. Dàn động cơ củ đục Wincam được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, sử dụng vòng bi siêu tốc đem lại sự bền bỉ tuyệt vời. Động cơ XS Servo, nhập khẩu chính hãng của Lisai, giúp máy vận hành chính xác ở tốc độ cao mà không bị lỗi mất bước. Nhôm gá củ đục được thiết kế độc quyền, theo tiêu chuẩn riêng, không bán lẻ trên thị trường. Đặc biệt hệ thống dẫn hướng được nhập khẩu chính hãng của TBI Đài Loan, giúp máy vận hành ổn định trong một thời gian dài. Và sau đây là video máy chạy thực tế sản phẩm tại nhà khách hàng đã đầu tư máy của Đông Phương. Vậy quý khách hàng tại khu vực Cà Mau có nhu cầu đầu tư máy, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của đội ngũ kinh doanh ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video sắp tới.